Content writing là gì và copywriting là gì? Thì bạn sẽ bắt gặp hai từ ngữ này rất nhiều khi mà chúng ta bán hàng online hay chúng ta kinh doanh online trên mạng xã hội. Vậy hai thuật ngữ này có gì khác nhau? Xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với thanh com. Mình là Thịnh và trong video ngày hôm nay Thịnh sẽ giải đáp nhanh cho bạn hai cụm từ content writing và copywriting có nghĩa là gì? Và bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh youtube của Thịnh và nhớ bấm vào nút chuông bên cạnh nữa để nhận email thông báo mỗi khi Thịnh ra video mới nha. Và nếu như bạn có quan tâm về content marketing, hãy để lại bình luận bên dưới video chữ có. Nếu bạn không quan tâm, hãy bình luận chữ không. Việc bạn bình luận như thế sẽ giúp cho Thịnh biết được rằng bạn có quan tâm về chủ đề này hay không. Nếu bạn quan tâm nhiều, Thịnh sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo để chia sẻ cho bạn. Đầu tiên, Thịnh sẽ giải đáp cho bạn Copywriting là gì? Copywriting là việc bạn sẽ viết nội dung cho một bài quảng cáo bán hàng. À, ở đây có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy trên màn hình thì đây là một ví dụ cho việc bạn viết nội dung cho một bài quảng cáo bán hàng. Bạn sẽ dùng những từ ngữ kích thích mua hàng, ví dụ như là mua ngay, giảm giảm giá hay là miễn phí ship. Có nghĩa là bạn sẽ dùng rất nhiều những thủ thuật để bạn chốt sale để bạn thúc đẩy khách hàng mua hàng ngay trong bài viết đó và bạn sẽ tập trung nói về những lợi ích của sản phẩm, những đánh giá tốt của khách hàng về sản phẩm đó để làm sao khách hàng vừa đọc cái bài viết đó xong là khách hàng sẽ mong muốn mua hàng của bạn ngay. Còn thuật ngữ content marketing thì sẽ uh, cao cấp hơn một tí. Content marketing có nghĩa là bạn sẽ nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng tạo thiện cảm với khách hàng bằng việc sản xuất các nội dung hữu ích và miễn phí cho khách hàng. À thì cái content marketing này nó còn khá mới ở tại Việt Nam chứ không nhiều người làm như là bạn thấy trên mạng đâu. Content marketing giống như là thịnh đang làm. Có nghĩa là bạn sẽ làm những nội dung những chủ đề, những bài viết, những video miễn phí làm sao cho khách hàng cho độc giả cho khán giả của mình họ chỉ cần xem miễn phí và giải quyết được khách vấn đề của khách hàng. Cái nhiệm vụ của người làm content marketing ở đây á không phải là để bán hàng mà để họ xây dựng được cái tình cảm với khách hàng về thương hiệu đó. Ví dụ content có nghĩa là làm nội dung, còn marketing có nghĩa là xây dựng tình cảm từ khách hàng. Thì bạn chỉ cần ráp hai chữ này lại content marketing có nghĩa là bạn sẽ nuôi dưỡng lòng trung thành cũng như sự yêu mến của khách hàng thông qua việc sản xuất nội dung. Thì cái định nghĩa của nó đã nói lên được cái tính chất rồi thì làm sao để bạn có thể triển khai được content marketing hiệu quả và bạn bắt đầu với công việc này thì bạn hãy lên trên Google và gõ vào từ khóa content marketing Thanh Thịnh Bùi và bấm ngay vào trong bài viết đầu tiên của Thịnh Thịnh đã có chia sẻ rất nhiều về content marketing cũng như là các công cụ hỗ trợ rồi thì bạn hãy xem và làm theo nha. Bạn có thể thấy tất cả các bài viết trên website thanhthinhbui.com mình đều chia sẻ miễn phí và hướng đến tất cả những người dùng nào họ đang quan tâm về việc Uh, quảng cáo Facebook và bán hàng online đây là một cách để mình xây dựng content marketing hoặc bạn có thể đang xem uh, video YouTube này của Thịnh chẳng hạn thì đây cũng là một cách Thịnh làm nội dung hoàn toàn miễn phí chia sẻ đến những bạn đang quan tâm về content hay là viết nội dung thì đây chính là một cách làm content marketing làm content marketing nó sẽ lâu hơn là các bạn làm uh, copywriting làm content marketing cần phải có thời gian và kiên nhẫn thời gian và kiên nhẫn để bạn sản xuất nội dung liên tục làm sao để khách hàng họ theo đuổi và họ theo dõi tất cả những nội dung mà bạn đưa ra. Và nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới video để cùng thảo luận với Thịnh và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh youtube của Thịnh để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí. Xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.